Xin chào tất cả anh em. Hôm nay thì theo yêu cầu của một bác khách hàng của bên em, hôm nay sẽ bóc hộp cái bàn mixer đa cọc này ra em nhé, CMS 1000. Đây là sản phẩm rất là cao cấp. Ok, chào. Hôm nay thì em có gửi đến cho anh Sơn, anh ở xã Đào Viên, Quế Võ, Bắc Linh em nhé. Sản phẩm này hiện tại bên em đang bán với giá là 9 triệu đồng và là bao ship toàn quốc cho tất cả anh em. Thì ok, bây giờ em sẽ đẩy gain tổng lên nhé, để cho tất cả các bác nghe một cái bản nhạc. Ok, thì bây giờ em sẽ test cái phần mic em nhé. Để 1 2 test mic thu này, 1 2 3 4 5 6 7. Sẽ tăng reverb lên nhé, 5 6. Anh em thể thấy đây, tăng một chút lên là đã có hiệu ứng reverb ngay rồi đúng không ạ? 6 7 8 9, 1 2 3, tắt reverb đi này, tăng echo lên nhé, 5 7 8 9. Tiếng echo rất là mềm đúng không ạ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ok, thì em pha cả reverb vào nhé, 6 7 7. Thường thì em hay để reverb nó ít hơn echo một chút đó, để reverb nó ít hơn echo một chút thì cái tiếng nó rất là mềm và nghe nó sẽ nó hay. Đơn 7 7 8 9. Và để chỉnh cái bàn mixer này thì nó rất là đơn giản thôi đó, và đặc biệt là chất âm của cái bàn mixer này thì nó rất là hay em nhé, rất là hay. Nói chung là chúng ta chỉ cần căn chỉnh một chút thôi, nghe đã khác biệt hoàn toàn rồi đó, nghe đã khác biệt hoàn toàn rồi. Ok chưa? Ở đây thì nhạc em đang cắm anh em có thể cắm vào cổng CD 42 hoặc là CD 34. Ok chưa? Đó. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đó. Sẽ tăng một cái bản nhạc lên này. Chỉnh check con này rất là dễ nhé, chỉnh cái phần mic này thường em để sẵn rồi, tăng lên thì nó sẽ bị vui dít này, 6 6 7 8 9, tiếng nó càng sáng luôn. Cái này thì em hay để tầm 14 giờ thôi. Ok nhé. Phần chung này cũng vậy, chung thì giảm giảm đi một chút, bass chúng ta tăng lên một chút cho tiếng mic nó có lực hơn nhé. Thì ok, hôm nay thì em cũng làm video ngắn thôi để test và gửi hàng cho anh thôi. Hôm sau hẹn gặp tất cả anh em vào hôm sau thì em sẽ làm video chi tiết hơn về cái sản phẩm này. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.